Kính thưa quý khán giả, trong những năm qua, song song với hoạt động kinh doanh, ngân hàng Agribank đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó có việc đồng hành cùng ngành giáo dục với những hỗ trợ như về học bổng cho các em học sinh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị cho các đơn vị trường học. Trong chuyên mục Ngân hàng với Tam Đông, được phát sóng kỳ này sẽ có những ghi nhận về những hoạt động ý nghĩa này. Mời quý khán giả theo dõi. Trong năm 2022, tổng kinh phí mà Agribank chi nhánh Tây Ninh thực hiện đồng hành công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà là gần 4,7 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho các chương trình như Xuân Yêu Thương, trao quà Tết cho hộ gia đình nghèo, trao tặng nhà đại đoàn kết, trao tặng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng học bổng chắp cánh ước mơ, cũng như trao tặng cho Quỹ khuyến học tỉnh Tây Ninh để chung tay chăm lo cho công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh nhà. Năm học mới bắt đầu, bên cạnh những nỗ lực trong sự nghiệp trồng người của toàn ngành giáo dục và đào tạo, còn có những hoạt động của nhiều đơn vị cá nhân, tập thể, doanh nghiệp góp phần chăm lo thêm cho những mầm non của xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong tương lai. Với ý nghĩa ấy, những năm qua, ngân hàng Agribank nói chung cũng như hệ thống Agribank tại Tây Ninh nói riêng đã có những hoạt động thiết thực đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt là đối với sự nghiệp trồng người của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Trong suốt chặng đường trên 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank Tây Ninh luôn khẳng định vị thế, vai trò của một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, luôn khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cung ứng dịch vụ, sản phẩm dịch vụ, tín dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng luôn được Agribank nói chung và Agribank nhánh tỉnh Tây Ninh nói riêng quan tâm phát triển. Chắp cánh ước mơ là học bổng được Agribank tiến hành trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, nhất là vào mỗi dịp đầu năm học mới. Tại Tây Ninh, học bổng chắp cánh ước mơ của Agribank đã thực hiện trong nhiều năm qua với kinh phí mỗi năm hàng tỷ đồng. Đây là điều kiện giúp các em học sinh và gia đình vượt qua khó khăn, động viên tiếp sức cho các em phấn đấu học tốt. Số lượng học bổng với tổng giá trị hàng năm đều tăng lên. Năm học 2022-2023, Agribank Tây Ninh đã hỗ trợ ngành giáo dục Tây Ninh tổng số tiền 1 tỷ 150 triệu đồng cho chương trình trao học bổng, chắp cánh ước mơ và chương trình an toàn trở lại trường. Năm học mới 2023-2024, Agribank Tây Ninh có kế hoạch tổ chức trao trên 1.500 suất học bổng với tổng trị giá 2 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 40 trường học trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngay từ lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 đến nay, hành trình học bổng chắp cánh ước mơ của Agribank Tây Ninh đã đến với một số trường học trên địa bàn thành phố Tây Ninh, như trường Trung học Phổ thông Tây Ninh, Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa, Trung học Phổ thông Hoàng Lê Kha, Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh Tây Ninh cũng đã trao tặng nhiều phần học bổng cho các em tân sinh viên ở Tây Ninh đã thi đậu vào các trường đại học thuộc ngành công an nhân dân. Hành trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục đến với nhiều trường học khác trong tỉnh. Agribank Tây Ninh sẽ phân bổ nguồn tài trợ học bổng chắp cánh ước mơ cho các chi nhánh trực thuộc trong tỉnh để phối hợp cùng ngành giáo dục địa phương tiến hành trao học bổng cho các em, nhất là các em học sinh thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh. Tiếp nối chuỗi chương trình Agribank Tây Ninh chắp cánh ước mơ, Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh thực hiện hàng năm là chính sách lâu dài của một doanh nghiệp hướng đến giáo dục, đào tạo, chắp cánh ước mơ đến trường, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Trong năm 2023, kinh phí kế hoạch cho chương trình an sinh xã hội của Agribank Tây Ninh là 5 tỷ 500 triệu đồng, trong đó tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tổng số tiền là 2 tỷ đồng, tài trợ cho công trình thư viện điện tử cho các trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, số tiền là 1 tỷ đồng, tài trợ xây dựng 50 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà cho người nghèo, tổng số tiền là 2 tỷ 500 triệu đồng. Thì Agribank Tây Ninh mong muốn rằng thông qua các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa này, chúng tôi sẽ hỗ trợ kịp thời cho
các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường. Mong rằng đây sẽ là động lực giúp các em học tập tốt hơn, vững vàng hơn, tự tin hơn và vững bước trên con đường mà các em đã chọn. Tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An nằm trên địa bàn phường 3 thành phố Tây Ninh, cán bộ, lãnh đạo và lực lượng đoàn viên thanh niên Aribank Tây Ninh đã có mặt chia sẻ cùng các em học sinh ở đây những phần học bổng, gửi gắm, niềm mong muốn, góp phần giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, chấp thêm ước mơ cho các em trong tương lai. Ban giám hiệu nhà trường đã ghi nhận sự đồng hành của chương trình ý nghĩa này. Ngân hàng đã đồng hành với các em không phải chỉ có một lần hôm nay, còn cách đây cũng là 2 năm cũng ngân hàng cũng đã đến trường đồng hành với các em một lần để cho các em có những cái cơ hội để tiếp tục để học tập và thắp cho các em những cái niềm mơ ước cho các em cố gắng để vươn lên trong học tập, đồng hành với các em để xây dựng cái ước mơ tương lai của các em. Đây tôi nghĩ đây cũng là một cái chương trình an sinh xã hội rất là mang ý nghĩa xã hội và mang nhiều ý nghĩa cộng đồng. Thì tôi cũng mong rằng là phía ngân hàng Agribank là sẽ tiếp tục nhân rộng, mở rộng và trao nhiều học bổng nhiều hơn nữa đến các em học sinh có những cái hoàn cảnh khó khăn để chấp cánh những ước mơ cho các em trong tương lai. Tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm trên địa bàn phường 4 thành phố Tây Ninh, năm học mới có hơn 500 học sinh khối trung học phổ thông, trong đó nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Agribank Tây Ninh đã trao tặng 25 phần học bổng với tổng giá trị 50 triệu đồng, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng. Dạ, nhà em ở Hương Sơn, Hương Trung, thành phố Tây Ninh. Dạ, ba mẹ em thì ba em đang là không có việc làm, còn mẹ em đang là công nhân thợ may ở Châu Thành. Em rất là vinh dự và tự hào vì đã nhận được học bổng của ngân hàng Agribank. Em rất là xúc động khi mà nhận được phần thưởng đó. Em hứa quyết tâm và rèn luyện bản thân để trở thành một công dân tốt. Bên cạnh sự đồng hành của ngành giáo dục, thực hiện theo chủ trương của chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank đã tích cực chủ động trong việc cung cấp giải pháp thanh toán học phí không dùng tiền mặt cho các trường học, cơ sở đào tạo. Qua đó, đem lại nhiều tiện ích thuận tiện cho nhà trường và phụ huynh học sinh, góp phần đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục. Trong thời gian vừa qua, để thực hiện theo đúng chủ trương của nhà nước và chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như để hỗ trợ việc thu học phí cho các trường học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thì Agribank nhánh tỉnh Tây Ninh đã triển khai dịch vụ thu hộ học phí với nhiều tiện ích và ưu đãi tuyệt đối dành cho các trường học cũng như quý phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thì đây là phương thức giao dịch hiện đại đáp ứng yêu cầu về tính kịp thời và không giới hạn thời gian thực hiện, phù hợp với nhu cầu xã hội hiện đại và chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Hiện tại thì Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã triển khai và hướng dẫn dịch vụ thu hộ học phí cho 64 trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian sắp tới. Dịch vụ thu hộ học phí với những gói giải pháp linh hoạt từ các ngân hàng không những giúp người dân tiết kiệm chi phí, thời gian, tăng tính an toàn mà còn góp phần đẩy mạnh hoạt động thanh toán số trong ngành giáo dục theo chủ trương của chính phủ. Lợi cho nhà trường, tiện cho phụ huynh, thu hộ học phí có thể xem là giải pháp số hóa cho ngành giáo dục. Khi áp dụng dịch vụ này, nhà trường giảm thiểu rất nhiều thời gian và công sức trong việc xử lý dữ liệu, quản lý chứng từ, hạn chế rất nhiều rủi ro, nhầm lẫn thường gặp khi thu học phí như thông thường. Đến nay, nhiều phụ huynh học sinh đã đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh song hành cùng ngành giáo dục trong việc chấp cánh ước mơ cho các em học sinh trở thành những công dân có ích trong tương lai, Agribank cũng tích cực phối hợp cùng ngành giáo dục tạo thêm những tiện ích cho nhà trường, phụ huynh học sinh, góp phần cùng ngành giáo dục thực hiện giải pháp số hóa trong hoạt động giáo dục và đào tạo, chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ngân hàng với Tâm Đông kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem những chương trình tiếp theo trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!